Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị và xin mời quý vị cùng tham gia chương trình Thể dục thẩm mỹ 30 phút do Trung tâm Thúy Nga thực hiện. Thưa quý vị, thể dục thẩm mỹ mà người ta quen gọi là workout nhằm mang lại những lợi ích gì? Trong thời gian vừa qua, Kỳ Duyên có may mắn được làm việc chung với cô Shonda Sawyer, đạo diễn của vũ đoàn Paris by Night và cũng là một chuyên viên lâu năm trong ngành thể dục thẩm mỹ. Dựa vào kinh nghiệm chung, chúng tôi đã nghĩ ra một phương trình workout đặc biệt phù hợp cho thân thể người Á Đông của chúng ta. Chương trình sẽ có 6 phần, mỗi phần 5 phút. Nếu áp dụng phương thức workout này, quý vị sẽ thấy rất có lợi cho tim mạch cũng như bắp thịt, giảm lượng calorie và ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh liên quan đến tim mạch, ung thư và khớp xương. Tốt nhất là quý vị tập toàn bộ chương trình 30 phút, mỗi tuần 3 lần. Nhưng nếu thời khóa biểu không cho phép, quý vị vẫn có thể tập từng phần như Kỳ Duyên đã nói ở trên, mỗi phần 5 phút, vâng, 7 ngày, mỗi ngày chỉ cần 5 phút, hoặc quý vị tự chọn cho mình những phần nào mà quý vị cảm thấy thích hợp. Bên cạnh Kỳ Duyên hôm nay, quý vị sẽ gặp lại hai người mà quý vị thường thấy trong vũ đoàn Paris by Night, đó là Eugenia Hương và Chris Kiven. Chắc hẳn quý vị đã từng yêu thích thân hình cân đối của họ. Quý vị cũng sẽ đạt được tới mức tương tự như thế nếu quý vị kiên nhẫn tập theo. Bây giờ xin mời quý vị cùng Kỳ Duyên bắt đầu. Phần hướng dẫn sau đây là những động tác khởi động nhằm giúp quý vị làm nóng tất cả các bắp thịt, giúp các khớp xương co giãn để chuẩn bị cho toàn bộ bài tập thể dục hôm nay. Bước dạng chân ra, chân phải dang rộng hơn hông. Hít bụng vào thật chặt, lưng để thật thoải mái. Hít một hơi dài và đưa lên cao. Thở ra, cong lưng, thoát bụng lại và dạng chân ra. Hít lên, cao và dài. Thở ra, đưa xuống. Hít lên, cao và dài. Thở ra, cong lưng xuống. Lần cuối cùng hít lên và thở ra. Cuộn người lên, để tay lên hông và bắt đầu nhấn, nhấn, nhún chân bên này, bên kia. Thêm một vòng vai nè. Thêm cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tay đưa lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đưa ngang 4 nhịp. 1, 2, 3, 4. Lên. 1, 2, 3. Ngang. 1, 2, 3. Và lên. 1, 2, 3. Rồi ngang 2 nhịp. Ngang, ngang. Lên và lên. Rồi ngang, ngang. Rồi lên, rồi lên. Rồi ngang, ngang và lên. Set cuối cùng. Lang, ngang, rồi lên, lên, tốt. Tay cha và nhún và lên, và nhún và lên, và nhún. Nhớ thoát bụng lại, lưng vẫn để thoải mái. Từ tư thế này, quý vị phải thấy được đầu ngón chân ở ngoài đầu gối. Nếu không thì hãy khép đầu ngón chân lại và dang rộng chân ra thêm. Để tay đằng trước, ngồi giữa và dạng chân ra đằng sau. Quý vị đang bắt những bắp thịt phía sau đùi phải hoạt động nè. Và giữ lại rồi nhún. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi giữ lại và dạng. 2, 6, 7. Rồi giữ yên. Gông. Và thả ra. Hai chân để thẳng lại. Chống tay lên đầu gối. Chúng ta co giãn theo kế lưng mèo. Thở ra, hóp bụng lại, cong đầu xuống. Rồi dài người kéo thẳng từ xương chậu tới đầu. Thở ra, cong người lên, hít vào. Dài người ra. Thở ra, cong người lên, hít vào. Dài người ra.
từ từ cuộn người dậy, như đi từng đốt xương một chồng chất lên nhau. À, rồi bước một bước dài ra đằng sau, chân sau thẳng, chân trước cong, rồi nhấn lên, nhấn lên, nhấn hông của quý vị vào phía đất đó. Chúng ta đang bắt đầu bắt cái bước này phải hoạt động nè. Chống tay lên đầu gối, hít một hơi dài, đưa tay ngang, thở ra qua đầu ngón tay, hít dài đứng dậy, để tay đằng trước, rồi nhấn, rồi nhón, nhấn, nhón, nhấn, nhón, nhấn và nhón. Bỏ chân xuống, cong đùi trước, nhấn gót chân xuống đất để kéo giãn cái bắp thịt đằng sau lên. Rồi bây giờ quý vị ngồi lại đằng sau, giơ gót chân lên, mang sức nặng về đằng sau, để tay lên đùi và kéo giãn cái bắp thịt ngay đây nè. À. Rồi, cong hai chân, từ từ uốn người dậy sang bên kia. Một lần nữa, bước chân sau dài ra, chân trước cong. Nhấn, mang lên, nhấn, mang lên, nhấn hông xuống, nhấn. Rồi, để tay ngay chân, thở một hơi, hít một hơi dài, đưa lên cao, thở ra, kéo giãn, thở lên, mang chân lên một lần nữa, nhấn, nhón, để sức nặng trên sân trước đó, nhón và nhấn gót chân xuống đất, cong chân trước lại, kéo giãn chân sau, lần nữa mang cái hông và sức nặng về phía sau, chân chỉa lên bằng gót chân, hai tay chống trên đùi và thở thật dài, kéo dài cái bắp thịt ở đùi sau ra, cong hai chân và từ từ uốn người đứng dậy. Tốt, chúng ta bắt đầu phần aerobics. Chúng ta hãy sẵn sàng để tập cho toát mồ hôi, vì bài tập này sẽ đòi hỏi sự cử động của toàn bộ cơ thể, nhất là quả tim và buồng phổi. Cần phải nhớ rằng quý vị có thể ngừng tập hoặc chậm lại bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết và trở lại với những động tác đơn giản như dậm chân tại chỗ cho tới khi quý vị sẵn sàng trở lại và tiếp tục tập với chúng tôi. Dậm chân tại chỗ, vung tay thật cao cho máu huyết tim mạch. Giờ bước ra ngang này nha. 1, 2, 3, thêm cánh tay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi dậm chân tại chỗ. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bước ngang, tay giơ lên. 3, 4, 5, 6, 7. Rồi dậm chân tại chỗ. 5, 6, 7. Rồi bước ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi dậm chân tại chỗ. Dậm thật mạnh vào, vung tay cao lên. Sửa soạn nhấc đùi lên nha. 1. Rồi thêm cánh tay nè. 1, 2, kéo, kéo mạnh là, sửa soạn nhấc hai đùi nha, nhấc hai lần nè, 1 nè, 2 nè, 1 nè, 2 nè, 1 nè, 2 nè, 1, trở về nhấc một lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi nhấc hai lần, 1, 2, 3, 2 và 2 và 2 và 2, trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi nhấc hai lần nữa. Lên và lên, lên và lên. 1, 2, 1, 2. Rồi giãn chân tại chỗ. Sửa soạn bước lùi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giơ tay lên. 1, 1. Rồi đưa ngang nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7. Rồi bước lùi lần nữa, tay giơ ra đằng trước, chân lùi lại, giữ người ở dưới, rồi bước ngang. Quý vị đừng có nhún người nhiều, đầu gối lúc nào cũng giữ trong tư thế cong. Rồi lùi lại lần nữa. Rồi bước ngang.
Rồi, dậm chân tại chỗ. Chúng ta theo điệu Latin nào. Bước rộng ra nè. Dùng cái hông, đưa hông. Quý vị đang nhảy disco, đưa hai bên nè. Một, hai. Nhún và nhún, nhún. Quý vị đang đi nhảy, mỗi tuần quý vị đi nhảy là quý vị sẽ ốm lắm đó. Hai cái nữa, rồi mới bắt đầu bước ngang nha. Sửa soạn này nha, ngang. Bước chéo bước lên, bước chéo bước lên, chéo bước lên, trở lại về hông. Nhún bốn cái hông nha. Hai, ba, bốn, rồi bước ngang nè. Bước chéo bước lên, bước chéo bước chậm, chéo bước ba, trở về phía hông. Một, hai, ba, bốn, ba. Rồi sử dụng bước ngang này nha. Bước chéo bước lên, bước chéo bước lên, bước chéo bước ba và trở lại hông. Hai, ba, bốn. Rồi bước ngang lần nữa nha, cuối cùng nè nha. Bước chéo bước lên, chéo bước lên. Woo! Rồi dậm chân lại. Woo! Tim quý vị có đập mạnh không? Rồi bắt đầu xoắn nè, xoắn nè, xoắn chân nè, tập hông nè. Rồi giơ tay ra nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rồi bước ngang nè, ngang ra, ngang ra, giơ tay lên xuống giống như là người vũ công Tây Ban Nha đó. Rồi trở lại twist. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rồi flamingo lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên và twist lại. Hai, ba, nhún xuống, năm, sáu, bảy, flamingo lần nữa, lên xuống, thật dài, người thật đẹp. Woo. Bảy và tám. Woo, tốt quá. Hey, quý vị cứ tiếp tục cử động. Đi uống một ly nước, mình sẽ trở lại để tập tay. Những động tác sau đây sẽ giúp cho quý vị có hai cánh tay thật khỏe và rắn chắc. Để đạt hiệu quả tối đa, quý vị cần phải gồng lên và dùng sức đối ngược mà tiếng Mỹ gọi là resistance force. Quý vị phải tưởng tượng là mình đang ấn hoặc đẩy một bức tường vô hình. Nếu quý vị muốn thêm phần thử thách hoặc có kết quả mau chóng hơn thì quý vị có thể dùng tạ khoảng 2 hoặc 3 pounds. Mọi động tác cần phải làm một cách thư thả và đều đặn, đừng giật mạnh những khớp xương, nhất là khi bạn đang dùng tạ. Nhớ là nếu mỏi tay thì hãy lắc mạnh những bắp thịt tay cho thư giãn và nghỉ mệt một lúc. Chúng ta bắt đầu bằng cách đưa chân ra, gót và gót và gót và đưa ra, tiếp tục hoạt động đôi chân, cho máu chảy thật đều. Tay đưa ra ngang vai, kéo và ra và kéo và đẩy và kéo và đẩy. Nhớ là quý vị đừng có kéo mạnh quá nha, nhẹ nhàng thôi. Rồi đưa lên, đẩy và đẩy, đẩy lên, đẩy, đẩy, đẩy cao lên. Rồi dang hai bên, đẩy xuống, 5, 6, 7. Rồi ra đằng sau, nâng cùi chỏ lên và khép chặt hai tay lại, 6, 7, ra đằng trước, 1, 4 nhịp thôi, 3 và 4 và đưa lên, đẩy, 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 đẩy và dang ngang, ngang, ngang. Rồi ra đằng sau 4 nhịp, nhớ là nâng cao cùi chỏ lên, ra đằng trước 4 nhịp. Quý vị phải gồng lên, đẩy, tưởng tượng như quý vị đang đẩy một cái vật gì nặng đằng trước mặt đó, ra hai bên. Rồi ra đằng sau lần nữa. Nhớ nha, phải giữ cùi chỏ nâng cao, đằng trước hai nhịp, 1, 2 và lên, 2 và ra, 2 ra đằng sau, 2 kéo lại, 2 và đẩy, 2 và dang gồng lên và nhấn, nhấn, lắc tay ra. Hai chân nhúng, rồi bắt đầu nhúng, 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 nhúng. Rồi đưa lần, 1, 2. Quý vị phải đẩy như là quý vị đang đẩy gió đó, gồng lên.
rồi tay úp xuống, đẩy ngược lại, rồi tay ra đằng trước, đẩy cái gió đi, đẩy đi, đẩy, 5, 6, 7, đẩy ra đằng sau. Bây giờ quý vị đang bơi, đẩy nước ra đằng sau. 5, 6, 7, tay ngửa lên, 4 nhịp, 1, 2, 3, 4, úp xuống, 1, 2, 3, đẩy ra đằng trước, 1, 2, 3, ra đằng sau, 1, 2, 3, là 2 nhịp nè, lên, lên rồi xuống, xuống rồi trước, trước rồi sau, 2 lần nữa, lên, lên rồi xuống, xuống rồi trước, trước rồi sau, sau, tốt, lắc tay ra, cong đùi, đưa tay ra phía trước và kéo lại bằng những bắp thịt ở vai, và với, và kéo, và với, quý vị đang chèo thuyền đó, kéo mạnh vào, kéo, quý vị phải cảm thấy những cái bắp thịt ngay ở giữa hai bờ vai đó, kéo, kéo, và với, và kéo, và giữ lại, và bắt đầu nhấn thêm sâu vào những cái bắp thịt ở giữa hai vai, gồng lên, 5, 6, 7, gồng lại, giữ chặt, mang tay ra đằng trước, siết rồi mở, rồi siết rồi mở, gồng lại, tay để ngang ngực thôi, đừng có nâng cao nha. Quý vị tưởng tượng như là đang siết một người kép thật lớn ạ. 7, nhịp, 2 nhịp, nhỏ thôi, vô vô, vô vô, gồng lên, giữ ngay cái bắp thịt ở ngực cho hoạt động nữa, nhỏ nhỏ thôi, 6, 7, 8, gồng, và nhả, cao người ra, tung người ra. Bây giờ chúng ta sẽ kéo bắp thịt tay, đan hai tay đằng sau, kéo dài xuống, ngực mở rộng và đưa cằm lên, kéo thẳng tay xuống, thở đều. Rồi đưa một tay qua bên kia, cầm tay bên này, kéo của chó ra sâu, kéo giãn bắp thịt ở vai nè, và thở. Mang tay này qua đầu, lấy tay kia một lần nữa, kéo của chó nhẹ nhàng, kéo căng tất cả những bắp thịt ở sườn. Đổi tay, tay bên này đưa qua, tay kia cầm và kéo, thở. Và đưa tay lên qua khỏi đầu, cầm tay bên của chó nhẹ nhàng kéo qua. Tốt quá, bây giờ mình đi tập đôi. Chúng ta sẽ dùng một chiếc ghế cho phần tập chân. Nhưng chiếc ghế chỉ để giúp chúng ta giữ thăng bằng, nên quý vị chỉ cầm nhẹ chứ đừng chống mạnh lên. Những cách thức tập sau đây sẽ giúp quý vị phát triển bắp thịt của đùi và chân một cách thon dài rắn chắc, y như một vũ công. Và giống như khi tập tay, quý vị phải tận dụng sức đối ngược, resistance force. Quý vị càng cưỡng lại và gồng lên bao nhiêu thì quý vị sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng bấy nhiêu. Khi tập khỏe hơn và mạnh hơn, quý vị có thể cột tạ vào chân hoặc ấn tay vào chân và dùng chân đẩy ngược trở lại. Chúng ta bắt đầu tập những bắp thịt bên hông chân. Đưa chân ngang rồi xuống, ngang rồi xuống. Mỗi lần quý vị đưa ra, quý vị phải đẩy và kéo, đẩy và kéo, như quý vị đang đẩy một cái sức nặng gì đó, gồng lên. 8, rồi đưa chân ra, xoay cổ chân lên trần nhà và xoay thẳng, xoay lên, xoay thẳng, xoay lên, xoay thẳng. Quý vị đang hoạt động tất cả những cái bắp thịt ở trên đùi và phía sau mông nè. Tốt, đưa chân xuống, đưa chân lên, cổ chân lên trời, đằng trước, đằng sau. Mỗi lần kéo vào, nhớ phải ấn đùi vào và gồng lên. Và ấn, bắt những bắp thịt phía trong đùi hoạt động. Ấn, 7, 8, tốt. Sang phía bên kia, một lần nữa chúng ta chập bắp thịt bên đùi. Đưa chân lên và xuống, và lên và xuống. Nhớ là đầu chân phải chìa thẳng trước, hoặc là có thể quý vị hơi xoay vào cũng được, để đưa cái thớ thịt này ra hơn nè. Bạn đẩy và đưa lên lần nữa, xoay cổ chân lên và xoay thẳng, xoay lên và thẳng, lên và thẳng.
nhớ là bụng lúc nào cũng phải hóp lại và giữ cho người đứng thật cao. 7 và 8, tốt. Đưa lên lần nữa, xoay lên và đằng trước ra sau, trước sau, chéo và ấn và ấn, và gồng cái bắp thịt phía trong nè, mạnh vào. 7 và 8. Bây giờ chúng ta sẽ tập phía đùi trên. Nhấc lên, đưa ra, cong lại, kéo xuống. Nhấc và đưa, cong xuống, lên, thẳng, cong xuống. Quý vị nhớ là chân phải dài ra, chứ không phải chỉ đá lên không, mà dài những cái thớ thịt ra đó. Nếu quý vị mới tập, quý vị đá thấp thôi. Và đưa ra một lần nữa. Cuối cùng, lần này quý vị giữ chân ngay đó và chỉ nhấn từ đầu gối thôi. Nhấn, nhấn, có nghĩa là cả cái đùi này quý vị để yên. Giơ và gồng thêm một tí nữa, đưa cao chân lên. Tốt. Chân bên kia, một lần nữa, lên, ra, cong, xuống. Lên, ra, cong, xuống. Đầu ngón chân quý vị có thể chỉa thẳng. Hai hông phải đứng thật im. Hóp bụng lại, lưng thật thẳng, người cao lên. Như vậy mới đẹp giống những vũ công. Lên, xuống, đưa ra. Và nghĩ đưa dài ngón chân ra, dài thớ thịt ra. Và bắt đầu ấn. Ấn, ấn, ấn từ đầu gối. Bắt cái hoắt bắp thịt ngay trước này phải hoạt động nè. Và giữ và gồng. Gồng cao hơn. Rồi xuống. Bây giờ mình tập bắp thịt phía sau đùi. Để tay ngay ghế, cong chân lại, bụng hóp lại. Và đẩy xuống. Đẩy xuống. Đẩy xuống. Quý vị nhớ đẩy bằng gót chân, chứ không phải là đẩy bằng hông nha. Chân trước phải cong lại. Và giữ mang lên. Rồi kéo gót chân về phía mông. Kéo và ra. Kéo và ra và kéo. Nhớ hóp bụng lại, chân trước cong lại. 7 8 và kéo giãn cái chân lên cao hơn nữa. Tốt, tập chân bên kia. Nhớ đưa gót lên và xuống và đưa và xuống. Đưa gót chân ra đằng sau đó. Nhớ là phải hóp bụng lại. Và để hông thật yên, đừng có lắc cái hông. Rồi, đưa lên, kéo gót chân về phía mông. Nhớ là đầu gối phải nâng lên, đừng có để cho cái đầu gối nó rớt xuống. Và vô và ra, vô, ra, vô, ra. Cái cuối cùng, rồi, kéo giãn ra. Lên, 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 lên cao hơn tí nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo giãn bắp thịt ra. Kéo ghế ra, lùi lại một bước xa. Và đưa cái hông về phía sau để kéo giãn những bắp thịt đằng sau phía đùi. Sang bên này, cầm cổ chân, kéo ra đằng sau, đùi khép lại và hông ưỡn ra phía trước một tí. Người đứng cao và thở. Chân bên kia, tay ngay cổ chân, kéo lên đùi khép lại. Và nếu quý vị muốn, quý vị có thể đưa tay kia ra để giữ thăng bằng như những người vũ công chuyên nghiệp. Thật đẹp và thật cao. Tốt quá, bây giờ quý vị hãy sửa soạn lấy cái nệm để chúng ta bỏ xuống đất tập bụng. Quý vị sẽ cần một tấm đệm lớn hoặc một tấm khăn to cho bài thực tập này. Chúng ta sẽ tập tất cả mọi bắp thịt ở bụng như bắp thịt bụng dưới, bắp thịt bụng trên, bắp thịt hai bên hông. Và lúc nào cũng phải nhớ là phải thắt chặt bụng vào trong suốt thời gian tập. Chúng ta bắt đầu bằng cách ngồi thẳng dưới đất, hai chân cong lại, hai tay để lên đùi. Ngồi thẳng dậy, hít vào, phình bụng ra, thở ra, rút bụng thoát lại, hít vào, thở ra, thoát bụng vào, ấn sâu lỗ rún vào xương sườn, hít vào, phình ra, thở vào, cuối cùng phình bụng ra và thở ra, ấn bụng vào. Giữ chặt ngay đó, quý vị hơi ngả người ra đằng sau hông một tí, giơ hai tay lên đằng trước, ngả người ra một tí nữa và đưa lên và đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên. Nhớ là quý vị lúc nào cũng phải nhấn chặt lỗ rún vào xương sườn.
8 cái nữa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ từ lăn người xuống từng khớp xương một. Một chân để qua chân bên kia, tay để dài ra, tay để sau cổ và nhấc, nhấc, nhấc kiểu trỏ về phía đầu gối. Quý vị nhớ là quý vị phải dùng những thớ thịt ở bụng chứ không phải chỉ có kéo đầu kéo cổ đâu nha. Kéo đầu kéo cổ là chỉ kéo mấy ông thôi. Nhấc. 6. Rồi, bây giờ nhấc giữ cao và nhấn, nhấn, nhấn sâu hơn. Đừng có để cho vai rớt xuống lại. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể dùng tay này để chống cái sức nặng. Nhưng mà quý vị nhớ là mình phải ấn từ bắp thịt bụng nha. Giữ. Chân bên kia. Tay này duỗi ra, tay này sau đầu. Và nhấc và xuống. Nhấc. Nhấc. Lúc mà đưa lên thở ra. Hít vào. Đưa lên thở ra. Đưa xuống hít vào. Và tận dụng những bắp thịt ở bụng. 8. Rồi giữ lên và nhấn, nhấn nhẹ thôi. Nhấn sâu vào bắp thịt hơn nữa, nhấn cao hơn nữa. Woo. À. Giữ. À. Woo. Để tay ngay hông, giơ, nhấc hông lên. Và nhấc và xuống và nhấc hông lên. Quý vị nhớ là quý vị phải tận dụng những bắp thịt của bụng dưới và đưa nhẹ nhàng chứ không phải là chỉ có lắc chân đâu. Lên. 4 cái nữa. Tận dụng bắp thịt ở bụng dưới. Rồi nhấc hông lên, giữ nguyên và xoay chân. Đừng có để cho cái hông rớt xuống lại nha. Bây giờ chúng ta kéo dây. Kéo. Quý vị tưởng tượng quý vị đang kéo một sợi dây vô hình. Kéo thẳng. Kéo lên nữa. Kéo. Kéo cao lên. Quý vị đang chết đuối và được người đang kéo mình. Nắm hai tay. Tuột xuống. Nắm. Kéo. Tuột. Nắm cao hơn. Và tuột. Và nắm. Giữ. Và tuột. Mang đầu gối lên. Tay để đằng sau đầu. Và nhấc và xoay. Nhấc xuống. Nhấc xoay bên kia. Giữa xuống. Nhấc xoay. Dáng nhấc cao hơn. Nhấc xoay. Giữa xuống. Lên kéo. Lên xuống. Lên quay. Lên xuống, lên, quay, lên, xuống, lên, quay, lên, xuống. Và bây giờ quý vị giữ. Và giãn chân, giãn tay thật dài. Qua đầu ngón tay, qua đầu ngón chân. Kéo tất cả những thớ thịt bụng giãn ra. Và bây giờ là lúc quý vị có thể kéo giãn mọi bắp thịt trong cơ thể. Mọi động tác cần phải thực hành một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, sao cho thật thoải mái. Nếu quý vị cảm thấy đau thì đó là dấu hiệu cho thấy quý vị đã cố gắng quá sức mình. Nhớ là lúc nào cũng phải hít thở thật đều đặn. Quý vị đã tập quá mệt trong ngày hôm nay nên cần thời gian để được nghỉ ngơi. Chúng ta bắt đầu bằng cách kéo đầu gối lại về phía ngực. Thở thật nhẹ nhàng. Lưng để thoải mái thong thả. Nhẹ nhàng
xoay đầu gối sang một bên, tay kia để ngược sang phía bên kia. Thở và mở rộng những bắp thịt ngay người và ngực ra, hai vai ấn nhẹ xuống đất. Mang đầu gối trở lại và quay sang phía bên kia, tay đưa dài ra phía ngược chiều. Thở, ấn vai nhẹ xuống đất. Mang đầu gối lại giữa, mở hai đùi ra, hai tay để đằng phía trong đùi và kéo nhẹ lắc lơi. Quý vị sẽ thấy những thớ thịt ở đùi trong được co giãn một cách nhẹ nhàng. Đóng đùi lại, cuộn người ngồi dậy, hai chân để chéo qua nhau. Thở, vươn người dài và thở ra, ra từng đầu ngón tay một, từ từ cúi người xuống. Thở, để cho bờ vai và lưng thật thoải mái. Một lần nữa, đưa người cao lên, chéo chân ngược lại. Hít vào, thở ra theo đầu ngón tay và kéo dài người ra. Kéo dài như quý vị đang kéo tất cả những đốt xương sườn. Từ từ ngồi dậy, cuộn người ngồi dậy. Một chân, quý vị để thẳng, chân kia chéo qua. Tay, kéo đầu gối về phía lưng và bụng. Tay kia kéo dài ra phía sau. Thở, mở hết những bắp thịt ở ngực ra và tưởng tượng như quý vị đang thở qua đầu ngón tay dài và thật đẹp. Và bây giờ đổi chân, chân này thẳng, chân kia cong, kéo nhẹ đùi về phía người, bụng dưới đưa nhẹ vào trong đùi và tay duỗi dài ra. Thở, kéo dài người ra qua đầu ngón tay của quý vị, thật dài, thật đẹp. Quay người thẳng, đầu gối cong lại, tay để đằng sau và từ từ đẩy người đứng lên, mang tay ra phía trước và từ từ đẩy người ngược dậy. Đầu quý vị cứ để treo thật thoải mái. Đưa thẳng một chân ra. Nếu quý vị thấy không chống tay xuống đất được, quý vị có thể để lên đầu gối. Tốt. Vẫn treo người lủng lẳng một cách thật thoải mái. Tốt. Hai chân cong lại, hai tay đan phía sau lưng, đưa ngược lên. Đầu vẫn cúi xuống. Thở. Từ từ, một lần nữa, thẳng một chân ra. Nhớ là nếu quý vị cảm thấy đau, thì quý vị đừng làm quá mạnh, làm nhẹ nhẹ thôi. Và bây giờ, thẳng chân bên kia ra. Nhẹ nhàng, thoải mái, thư thả. Tốt, cong cả hai đùi, hai chân, hai tay thả ra. Và từ từ, cuộn người đứng dậy, từng đốt xương sống tới lưng. Tới lưng trên và tới cổ, tới đầu. Quay người ngược lại, đưa vai lên rồi lại đưa vai xuống. Nhẹ nhàng đưa cổ sang một bên, kéo dài những thớ thịt bên vai và cổ, nhấn vai nhẹ xuống. Thở và đưa đầu sang bên kia. Một lần nữa vai ấn xuống, kéo dài những thớ thịt ở cổ và đưa đầu thẳng dậy. Hít một hơi, đưa cao lên và thở ra, chân dạng ra, cong lưng và cong người xuống. Một lần nữa đưa lên thật cao và thở ra, cong lưng xuống. Lần cuối cùng, đưa lên cao và dài, thở ra và vươn cao hơn một tí nữa. Cảm ơn quý vị đã tập với Kỳ Duyên hôm nay.
Hôm nay quý vị đã hoàn tất bài tập thể dục một cách thật tuyệt vời. Kỳ Duyên rất vinh hạnh vì quý vị cùng tập thể dục với Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thực hiện DVD này nhằm giúp quý vị mạnh khỏe hơn, đốt bớt calories và cảm thấy thoải mái. Và cho dù quý vị chỉ bỏ ra 5 phút hoặc dành cả ngày để tập thể dục, quý vị cũng sẽ hài lòng với những kết quả gặt hái được. Kỳ Duyên thích bài tập thể dục này bởi vì mọi động tác rất dễ dàng nhưng lại rất hiệu quả. Với những người mới bắt đầu tập, nếu như quý vị không thể hoàn thành ngay một lúc mọi động tác thì quý vị cũng đừng chán nản. Điều chính yếu là phải theo dõi mọi sự thích ứng của cơ thể chúng ta trong khi tập. Nếu cảm thấy khó chịu thì ngừng tập. Nếu quý vị cảm thấy bực bội thì đó là một dấu hiệu của các bắp thịt cơ bắp cho thấy bắp thịt của chúng ta đã mệt mỏi rồi. Kỳ Duyên xin nhắc rằng, chưa bao giờ ép cơ thể chúng ta một cách quá sức để mong đạt được thân hình của những người đã dày công tập luyện. Và quý vị chỉ cần tập 5 phút mỗi ngày cũng là đủ rồi. Và nhớ là từ lúc khởi đầu, chúng ta lúc nào cũng bề bộn công việc, nên tập lúc này 5 phút rồi lúc khác 5 phút và những lần tập rải rác như vậy cộng lại cũng đủ tất cả mọi thao tác cần thiết cho một ngày. Chỉ cần quý vị cùng tập với Kỳ Duyên, quý vị sẽ có kết quả ngay trước mắt. Quý vị sẽ có thêm năng lực và quý vị sẽ thấy thay đổi rõ nét và quý vị sẽ có một thân thể mà ai cũng mong muốn có được. Kỳ Duyên đã nhận được nhiều thắc mắc liên quan đến việc tập thể dục và sau đây là vài thắc mắc điển hình. Giống như phụ nữ, Á Châu khác, tôi có cảm tưởng rằng tôi có thể làm cho phần mông của tôi được đầy đặn hơn. Làm thế nào để tôi đạt được mong muốn này? Kỳ Duyên nghĩ rằng tất cả mọi người dù thuộc vào lứa tuổi nào hoặc thuộc vào trình độ tập thể dục nào cũng đều có muốn phần mông chắc và đầy đặn. Mục đích của cuốn DVD này ở phần liên quan đến những thao tác hâm nóng cơ thể là nhằm giúp quý vị có bộ mông chắc nịch và trong phần hướng dẫn các thao tác của hai chân có chỉ dẫn quý vị cách thức để có được phần mông đầy đặn. Và sau đây là vài chỉ dẫn khác cũng nhằm mục đích cho quý vị có một bộ mông đẹp. Giữ trọng lượng cơ thể bằng cùi chỏ, giữ bụng kéo ra thật chắc để bảo vệ lưng và nâng chân lên xuống. Cố gắng giữ đừng để mông di chuyển để tập cái mông cho chắc. Làm như vậy 10 lần mỗi bên và nhớ là phải thư giãn sau khi tập. Thứ hai, nếu trong trường hợp lưng tôi bị cong thì làm cách nào để cho lưng thẳng và đẹp? Có một công thức rất đơn giản để làm cho vị trí này vững vàng và làm cho mình khỏe mạnh, đồng thời làm thư thái cái lưng. Đó là giãn các bắp thịt về phía ngực và làm rắn chắc những bắp thịt ở phía sau lưng. Một động tác khác cũng rất hiệu hiệu là làm giãn ngực. Hãy đứng ngang vào tường, tay để dài ra phía sau và nhẹ nhàng quay người ra khỏi bờ tường để cảm thấy tất cả những bắp thịt ở trước ngực cũng như là phía trên lưng đang được kéo giãn dài ra. Đứng dựa vào tường, hai vai sát vào tường, tay ngửa ra phía trước, 10 ngón tay chìa thẳng xuống đất và hơi ưỡn ngực ra. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã kết thúc. Và quý vị nhớ rằng nếu quý vị tập hàng ngày, quý vị có thể có được một thân hình như thế này nè. Còn nếu quý vị không tập đều, quý vị sẽ có một thân hình như thế kia. Nhưng mà ngay cả anh Ngạn, mà nếu mà anh Ngạn tập đều theo cuốn DVD này thì chắc chắn anh Ngạn cũng có thân hình như. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cùng với Kỳ Duyên.